không chụp MRI nên là không được phát hiện được cái tổn thương đó. Nhưng khi chụp MRI thì mới cái loại trừ được cái tổn thương rất là lớn, nên là cho sẽ cố gắng dù có tái đàn, có bị vấn đề gì không cho cũng cố gắng đi chụp CT nhé. Và sau đó thì làm sao bệnh nhân này tổn thương mạch máu não và càng ngày thì cái khối gì ạ, cái khối máu tụ nó càng càng to dần. Khi cái khối máu tụ nó gì ạ, nó to đến một cái lúc nhất định nó sẽ gì ạ, chèn ép vào trong não bộ, chèn ép vào trong não bộ làm gì, tăng áp lực nội sọ, xuất huyết não nhiều và bệnh nhân dần dần đến gì ạ, hôn mê và tử vong nhé, do xuất huyết não, hiểu chưa? Đó, trong y học người ta gọi là gì ạ, quản tình. Thầy chuyển chỉnh cam lại giùm tụi em, thầy ơi không thấy gì hết. Số 1 kính số 2 bệnh nhân ăn chung kính số 3 tầng lập kính số 4 sinh 3 kính số 5 bệnh nhân ngoài kính số 6 số 3. Tiền đình cấp 2 số 8. Tiền hầu và tiền số 9. Lạc hạ tiền số 10. Phụ là dây số 11. Hạ thiệt là dây số 12. Cạn chết đúng như thầy vào nhé, chết y như thầy vào. Thầy cũng đói quá, Lê Thị Duyên ơi, có nấu cơm cho thầy luôn không? Học xong cái này chúng ta sẽ nghỉ. Trần Thị Khánh Linh chép bài đi để con nghỉ trưa. Bài còn chưa học xong mà đi giải quyết những cái chuyện ra chơi là gì. Hồi nãy ra chơi thì điểm danh đó thầy, ra chơi tụi em ao ra thầy, tại vì nó heo pin á. Rồi tóm lại là đang học tốt, không làm mất thời gian của mọi người. Những người người ta đang học bài, mình đừng làm ảnh hưởng đến người ta. Mình cứ xong bài vời đã. Còn sau khi mà học xong rồi thì các bạn muốn giải quyết thì riêng các bạn ở lại. Cho mọi người nghỉ. Thật đói quá, nhanh lên nào.
Cả chép không chưa ạ? Cây vừa gửi lên trên nhóm ấy, tí các bạn sẽ chép nốt. Bây giờ các bạn nhìn lên trên bảng đi ạ. À. 12 đưa lên cây kính sọ não. Khíu gì ạ? À? Khíu giác. Là dưới thần kinh gì? Ở lóc vòm. Hốc mũi. Chi phối là gì ạ? À? Ngửi. Đúng không ạ? Thị là gì ạ? À? Nhìn. Thần kinh mắt. Nhá. Đây là gì ạ? À? Mũi, mắt. Mật nhã là gì ạ? À? Vận nhãn, nhãn là mắt đúng không ạ? Và vận nhãn chung là các cơ vận nhãn chung, còn vận nhãn ngoài là chỉ chi phối cho gì ạ? Cơ vận nhãn ngoài thôi nhé. Dòng dọc sinh ba, sinh ba là dây thần kinh có ba nhánh, dây thần kinh số 5 ấy. Mặt là dây thần kinh số 7, hôm trước đi qua cái gì đấy ạ? Tuyến nước bọt mang tai á. Tiên đình ốc tai là dây thần kinh số 8. Thì tất cả lang thang là gì ạ? Cái dây thần kinh lang thang là nó đi khắp cơ thể, nó đi lang thang khắp cơ thể nên gọi là dây thần kinh lang thang nhá. Thì tất cả 12 đầu dây thần kinh này các bạn về đọc lại giáo trình và tài liệu và bài giảng để xem dây nào nó chi phối cho cái gì nhá. Thì tóm lại bây giờ các bạn cần phải nhớ được tên số 1 đến số 12 là cái gì trước, rồi chúng ta đọc sách để hiểu dây đó nó chi phối cho vùng nào. Thế thôi, không cần đọc quá nhiều, chỉ đọc là dây đó chi phối cho cái gì. Bước đầu tiên gì ạ? Nhớ từ số 1 đến số 12 tên là gì trước. Thì đây là một cái bốn câu thơ chúng ta sẽ thuộc. Thứ nhất là gì ạ? Khiếu thị vận nhãn chung, dòng dọc sinh ba vận nhãn ngoài, mặt tiền đình ốc tai, thiệt hầu lang thang phụ hạ thiệt. Các bạn cứ học thuộc bốn câu thơ này là các bạn sẽ nhớ được 12 đường dây thần kinh. Khiếu thị vận nhãn chung, dòng dọc sinh ba vận nhãn ngoài, mặt tiền đình ốc tai, thiệt hầu lang thang phụ hạ thiệt. Đó, về chỉ cần học thuộc. Tóm lại hôm nay là sẽ phải gì ạ? Nhớ được thần kinh trung ương, não bộ gồm hai bán cầu đại não, gian não, tiểu não, và thân não gồm cuống não, cầu não, hành não như nào, và phát ra 12 đôi dây thần kinh sọ não gồm 12 đôi dây thần kinh này có tên là gì. Đó, và nguyên ủy hư ở đâu, nguyên hỷ thật ở đâu, và 12 đôi dây thần kinh này nó chi phối cho cái gì. Về tủy sống cũng như vậy, thì bọn em phải tóm tắt phần tủy sống này. Thì về các bạn sẽ phải học nhá, thuộc bài rồi hôm sau học tiếp. Giờ nghỉ được chưa ạ? Thầy đọc lại bài thơ đi thầy. Bài thơ đi thầy. Khiếu thị vận nhãn chung, dòng dọc sinh ba vận nhãn ngoài, mặt tiền đình ốc tai, thiệt hầu lang thang phụ hạ thiệt. Là bốn cái dấu cộng, thầy đã cộng đầu dòng đấy. Thầy đã gửi ảnh lên trên nhóm rồi đấy. Rồi bây giờ thầy điểm danh lại nhá. Lần sau chú ý. Và thầy sẽ để có những buổi thầy sẽ điểm